Các bạn ơi, đây là thành phẩm món bánh sầu riêng nướng theo kiểu của mình làm á các bạn, mới ra lò luôn, vừa nóng hổi vừa ăn luôn. Thì nếu các bạn có thích món bánh này, các bạn vào bếp cùng mình để làm ra món này nha các bạn nha. Nhân tiện đây mình cũng cảm ơn các anh chị admin trong các hội và các anh chị gần xa đã yêu thương mình những ngày qua, xem những video của mình nấu. Mình thành thật cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello các bạn, hôm nay mình làm món bánh sầu riêng nướng ha các bạn ha. Thì đây là những nguyên liệu của mình sẽ làm ra món bánh này. Trước tiên á, là mình cần phải có cái hộp bánh này nè các bạn, để mình làm vỏ bánh đó các bạn. Và mình sẽ xài 3 muỗng sầu riêng và 1 muỗng cà phê đường, tại cái sầu riêng của mình hồi nãy nếm thử nó ngọt lắm. Cho nên mình cho 1 muỗng cà phê đường là vừa rồi. Rồi mình cần thêm một quả trứng này nữa thôi. Thế là đủ cho mình có thể bắt đầu làm ra món bánh này rồi. Thì bây giờ mình bắt tay vào mình làm nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình bắt tay vào mình làm luôn đây. Thì bây giờ mình bỏ cái đường này nè, mình rắc nó vô đây trước luôn cho nó gọn trước. Rồi sau đó đó, rồi bắt đầu mình bỏ cái hộp sầu riêng ra các bạn. Cái món bánh này làm là nhanh lắm đó các bạn, cực kỳ nhanh luôn mà lại ngon nữa, mà thơm thơm lắm luôn á. Cái này là mà tối tối á, mà weekend rảnh là mày ăn, ngồi ăn rồi xem phim cũng ngon lắm các bạn. Rồi cái này mình cũng đã bóc hột ra hết rồi các bạn, thì bây giờ mình cứ việc mình chỉ có đánh tơi nó ra thôi, đánh ra và trộn chung với cái đường để mình đổ vô á, cho nó đều. Nó chỉ có cần làm vậy thôi đó các bạn. Làm xong rồi bây giờ mình để nó vô tủ lạnh ha các bạn ha. Để vô trong vòng 1 tiếng để cho nó cứng cứng lại một tí đó. Rồi bắt đầu mình đem đi, bắt đầu mình đi làm bánh. Các bạn ơi, mình cũng đã đánh tan xong hết rồi nè, nó quện đều hết rồi đó. Thì giờ mình để như vậy rồi mình đậy cái này lại, mình cất tủ lạnh nè. Đẩy lại cất để 1 tiếng á, để cho nó hơi cứng cứng lại 1 tí ha các bạn. Các bạn ơi, mình để cái này 1 tiếng trong tủ lạnh nè. Thì giờ thấy nó cũng cứng cứng rồi nè các bạn. Thì giờ bắt đầu mình bắt tay và mình làm ha các bạn ha. Rồi cái này á, cái hộp này nè các bạn, nó có 2 cái miếng lận á, nhưng mà mình nó mỗi lần mình làm á thì mình làm có 1 miếng thôi, nên hôm bữa mình làm rồi giờ còn dư 1 miếng nè. Mình lấy nó ra các bạn, giờ nó cũng mềm rồi đó, 1 miếng của nó cũng bự lắm. Các bạn thấy không? Đó, nó là 1 miếng của nó nè. Rồi bây giờ mình cứ việc mình cắt nó ra thôi. Mỗi cái khoanh này nè các bạn, mình cắt ra làm 4 miếng á, cho nên mình làm như vậy. Xong rồi đó, các bạn thấy nó ra từng miếng vậy nè. Bây giờ mình cứ để tạm nó ở đây đi, rồi bắt đầu mình làm từng miếng một ha các bạn ha. Thì bây giờ cái miếng giờ nó ra như vậy thì bắt đầu mình hơi cán nó một tí, tại mình không có muốn nó dày quá đó, ăn cũng ngán lắm. Chủ yếu của mình là ăn cái sầu riêng á, cho nên mình cán ra cho nó mỏng mỏng một tí nha các bạn ha. Mà mình cán ra nó cũng mỏng mỏng rồi mình lại kéo nó ra một tí cho nó dài dài đó các bạn, kéo nhẹ nhẹ vậy nè đó. Xong rồi bắt đầu mình cho cái sầu riêng vào, cứ cho 1 muỗng cỡ như vậy thôi các bạn, đừng cho nhiều quá nha các bạn nha, cho nhiều quá nó lát nữa nướng nó nóng quá nó tét á. Rồi giờ mình để mình cho nó nằm nghiêng vậy đi, nó dễ cuộn hơn đó. Xong rồi bắt đầu mình gấp nó lại.
xong được một cái này nè các bạn. Rồi mình cứ tiếp tục mình làm cái thứ hai ha các bạn ha. Thì cái thứ hai mình cũng cán ra một tí cho nó mỏng mỏng ra. Cán cho nó mỏng ra vậy nè, đó rồi mình lại kéo nó cho nó bự bự ra một tí. Đó. Vậy xong rồi bắt đầu mình lại cho cái sầu riêng vào các bạn. Nó cứ kéo kéo mình nhắm nhắm như vậy nè. Đó. Là được rồi. Cứ cho một muỗng vậy thôi các bạn. Cứ muỗng vậy thôi. Rồi mình lại quắt nó. Quắt nó vô. Đó, quắt nó vô vậy nè các bạn thấy không? À, được rồi, để mình cứ tiếp tục mình làm tiếp nha các bạn nha. Các bạn ơi, mình cũng đã gói xong hết các bánh này nè. Thì bây giờ mình bắt đầu mình làm, mình đóng mấy cái này lại á các bạn. Mình lấy cái nĩa đó, cái mình ép ép nó vậy nè. Vừa lát nữa ra cái bánh nó ra cái shape một tí xíu cho nó đẹp á. Cái thứ hai nữa là giống như là nó siêu lại, nó đóng chặt lại, mình nướng nó không bị tét bánh á. Đó, mình cứ làm vậy ha các bạn ha. Tiếp tục làm vậy cho nó hết luôn. Mình cũng đã làm xong hết rồi nè. Thì bây giờ bắt đầu mình làm qua trứng nha các bạn ha. Rồi bây giờ mình đập trứng nha các bạn ha. Xong rồi bây giờ mình đánh nó ra một tí á các bạn. Cho nó gì rồi mình cho tí xíu cái nước lã, nước lọc á các bạn. Mình cho một tí cho bánh nó lỏng lỏng một tí để mình dễ chét ha các bạn ha. Bây giờ mình chét lên đây. Mình cứ tiếp tục mình chén cho nó hết các loại bánh luôn. Thì bên bếp bên kia của mình đó là mình đang bật bếp đó các bạn, 400 độ ha các bạn ha, 400 độ F. Mình đang đợi bếp nó nóng thì giờ trong đó mình cứ quét cái này cho nó hết luôn. Rồi các bạn, mình cũng đã làm xong rồi nè. Bây giờ cái lò bên kia cũng được rồi, bắt đầu mình đem qua kia mình nướng. Bây giờ mình để vô lò mình nướng nha các bạn. Mình nướng với cái lửa là 400 độ F đó các bạn. Rồi mình nướng 15 phút. Rồi, vậy là xong rồi các bạn. 15 phút nữa mình xem coi bánh mình nở đẹp không nha các bạn nha. Các bạn ơi, cái lò của mình bây giờ nó cũng đã kêu ready rồi nè. Giờ mình lấy bánh ra nha. Các bạn nhìn thấy ngon lắm không? Đó, giờ mình lấy bánh ra. Yeah. Và ngon ghê chưa các bạn. Bây giờ để mình tắt cái bếp một cái. Bánh này nó vàng như vậy, mình thì thích nó vàng như vậy đó. Còn nếu các bạn thích vàng hơn thì nướng thêm 5 phút nữa ha các bạn ha. Như mình thì thích như vậy hơn. Và bây giờ các bạn, nó còn nóng lắm các bạn, thấy nó giòn lắm nè. Nó giòn hay là giòn luôn. Mình để thêm 5 phút nữa để ngoài dậy đi. Rồi bắt đầu mình mới ăn thì nó mới ngon ha các bạn ha. Thì đợi mình 5 phút nữa mình xếp ra đĩa rồi mình khoe các bạn. Rồi bây giờ bánh mình lấy mình xếp ra đĩa các bạn. Rồi các bạn nhìn thấy ngon đúng không? Nóng giòn ngon ghê không? Và thơm phức à. Thơm mùi sầu riêng đó các bạn. Quẩn chung với cái mùi bánh nướng này nè. Nó thơm lắm, nên buổi tối á, mà nhiều khi mà rảnh rảnh nướng một tí ăn nóng hổi luôn. Mà làm cũng nhanh nữa các bạn ha. Các bạn nhìn ngon ghê không?